Các bạn thân mến, trong video lần trước mình đã tường thuật lại trận tử chiến pháo đài Đồng Đăng sau một kênh lịch sử Tây Ban Nha làm. Đây là một video miêu tả rất xúc động và chân thực về cuộc chiến bảo vệ biên giới của cha ông ta trước kẻ thù Trung Quốc năm 1979. Nếu bạn nào chưa xem thì có thể click vào đường link mình để ở góc bên phải nhé. Sau khi video gốc được công chiếu trên YouTube, nó đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của khán giả nước họ. Đa phần khán giả Tây Ban Nha đều không biết về trận chiến này. Vì vậy mà tình yêu đối với Việt Nam lại một lần nữa nhân lên gấp bội sau khi biết nhân dân Việt Nam ta đã anh dũng trả quân xâm lược Trung Quốc và buộc chúng phải rút chạy chỉ sau ngót nghét một tháng giao tranh. Thậm chí khán giả họ còn kinh ngạc khi biết được rằng để đối mặt với kẻ thù đông gấp hàng chục lần, nhất là trong phòng thủ Đồng Đăng khi mà 1.500 bộ đội Việt Nam đã chặn đứng 32.000 lính Trung Quốc, trước kể hàng nghìn dân binh có vũ trang của họ, chính điều đó lại càng khiến họ kính nể tinh thần của người Việt Nam. Sau đây xin mời các bạn cùng nghe chi tiết phần bình luận của họ nhé! Người Việt Nam là những người chiến binh và xứng đáng được cả thế giới ngưỡng mộ. Lịch sử Việt Nam ta chân thực làm sao, tôi không nghi ngờ gì họ là những chiến binh máu lửa nhất mà tôi từng tìm hiểu. Việt Nam không chỉ đánh thắng tất cả các cường quốc quân sự xâm lược, thậm chí những người lính của họ không phải là những người lính biệt kích cao to vạm vỡ cổ điển. Họ đơn giản là những người lùn gầy nhưng rất yêu nước và có tinh thần phản kháng, thật đáng kinh ngạc cho bất kỳ ai tìm hiểu về họ. Thật tội nghiệp cho dân tộc Việt Nam, họ chỉ mới vừa đánh bại một tên khổng lồ Mỹ thì ngay lập tức lại phải đối đầu với một tên khổng lồ khác là Trung Quốc. Lần này họ lại tiếp tục thắng giòn giã, những chiến binh đã thấm vào tận xương tủy. Đây là một trận đánh đáng kinh ngạc của lịch sử loài người mà ít người biết, một cuộc chiến rất kỳ lạ và bản lĩnh của người Việt Nam đã thể hiện cho thế giới thấy. Khi cái cây bắt đầu nói tiếng Việt thì Mỹ chỉ gọi mẹ ơi, còn Trung Quốc thì hét lên, đừng đứng đó run rẩy như một cô gái, tốt hơn hãy qua đây ôm tôi đi, tôi cũng đang sợ. Video tuyệt vời về một cuộc chiến hầu như không được biết đến. Nhiều người tin rằng trận chiến này bắt đầu làm xấu đi mối quan hệ giữa Liên Xô và Trung Quốc. Người Trung Quốc là người tân binh, được huấn luyện và trang bị tốt nhưng không thể sánh được với người Việt Nam, là thế hệ thứ hai sinh ra trong chiến tranh. Ấn tượng quá, Việt Nam đánh bao nhiêu trận rồi không biết nữa, chống Pháp, chống Mỹ, hình như Nhật cũng vậy nhưng mình không rõ lắm và giờ mình mới biết thêm những chuyện này, người Việt Nam là bất khả chiến bại thật rồi. Một sự thật gây tò mò về sức mạnh thật sự của tất cả các quân nhân của quân đội Trung Quốc hiện đại với hơn 2 triệu người hiện nay, trong đó có lẽ chỉ có một người có kinh nghiệm chiến đấu và thuộc thế hệ tham gia vào đến cuộc chiến này. Những con người dũng cảm và kiên cường, không ai có thể đánh bại họ, chúng ta sẽ phải nghiên cứu DNA của người Việt Nam để tạo ra những siêu chiến binh. Một thất bại nhục nhã của Trung Quốc khi mang danh là một cường quốc, thậm chí còn tệ hơn khi họ không phải đối mặt với quân đội Việt Nam tinh nhuệ nhất, những người mà Trung Quốc phải đối mặt chỉ là những lính biên phòng. Vậy mà họ đã gây ra nhiều thương vong cho quân Trung Quốc đến vậy. Chỉ trong vài tuần mà thương vong còn nhiều hơn cả thương vong của phương Tây trong mấy chục năm chiến tranh. Điểm mấu chốt là đừng bao giờ động đến Việt Nam. Tất cả sự ngưỡng mộ của tôi dành cho những chiến binh ngàn năm tuổi này, họ là một tấm gương đấu tranh, phản kháng và tình yêu đất nước của họ là không có giới hạn. Cảm ơn vì những video của Mèo Lịch Sử đã gửi đến chúng ta. Video rất hay nhờ bạn mà mình mới biết đến xung đột này. Đây là một cuộc xung đột rất ít được biết đến, ngay cả với những người yêu thích chủ đề lịch sử quân sự. Video này nói rõ bản chất của Trung Quốc. Và thậm chí, họ không coi trọng mạng sống của những người lính của mình, nhưng chỉ huy bắt những người lính mình ra ngoài chiến trường để tấn công người khác và sẽ hành quyết họ nếu họ từ chối thực hiện một cuộc tấn công liều chết như vậy. Cảm ơn video đã cho mọi người biết đến những chiến binh vĩ đại của Việt Nam, những người lính đã lãnh đạo và tổ chức chiến đấu cho người dân địa phương tuyệt vời như thế nào. Tất cả họ đều là những người can đảm bảo vệ đất nước họ. Nếu trái đất bị ngoại xâm thì thành lũy cuối cùng của loài người sẽ là Việt Nam, lúc đó tôi sẽ đến Việt Nam trú ngụ nhờ. Thật kinh ngạc, ba cường quốc không thể sánh ngang người Việt Nam, thật sự những người lính Việt Nam là những chiến binh. Cuộc chiến này thật đáng tiếc và đẫm máu, tôi thậm chí đã bắt gặp những fanboy Trung Quốc kích liệt nói với tôi rằng trận chiến này chưa bao giờ xảy ra. Biết bao nhiêu sự ngu dốt của những người ở Trung Quốc không muốn tìm hiểu về lịch sử và phủ nhận như một con vẹt đuôi dài, hay là do họ thua trận nên cố tình không muốn thừa nhận trận này. Tôi kính phục với tất cả tấm lòng của tôi đối với Việt Nam. Xin chào Sử Gia Mèo, bạn đã làm một công việc tuyệt vời.
Người Việt Nam dũng cảm và bất khuất quá, chắc chắn không ở đâu làm được những kỳ tích như người Việt và các video của bạn luôn được đánh giá tốt. Những người Việt Nam đó thật sự là những chiến binh ngoài đời thực, chứ không phải như trong bộ phim tôi vẫn xem. Họ cũng giống như loài người Nhật với hai quả bom, đã gọi là Omi-chan ơi, hãy đến với em đi. Trận chiến này nhục hơn nhiều so với Mỹ vì Việt Nam lần này đang ở sát sườn với Trung Quốc và cuối cùng Trung Quốc vẫn thua. Người Việt Nam mới thật cứng cỏi làm sao? Nhật, Pháp, Hoa Kỳ, Campuchia không phải là vấn đề đối với những người lính Việt Nam dũng cảm, không còn nghi ngờ gì nữa. Hồ Chí Minh đã thành lập và để lại cho đất nước Việt Nam một đội quân đáng gờm được cả thế giới này công nhận. Trung Quốc tấn công Việt Nam mà không biết rằng người Việt Nam đã ở cấp độ này dày dặn kinh nghiệm chiến tranh. Kinh nghiệm chiến đấu của những người Việt Nam này rất quan trọng, nếu họ ở trong rừng, họ sẽ được búp sức mạnh hơn nữa. Những người đàn ông nhỏ bé với trái tim hổ. Tôi tự hỏi liệu còn có điều gì nguy hiểm hơn phải đối mặt với một đội quân của Việt Nam trong rừng rậm. Phim Predator lấy cảm hứng từ Việt Nam. Đó là lý do tại sao Trung Quốc sẽ phá vỡ mặt lạ nếu họ cố gắng xâm chiếm Đài Loan. Trung Quốc là con rồng giấy. Người Việt Nam luôn rất kiên cường, tôi biết mà. Những kẻ mạnh nhất đã cố gắng khuất phục người Việt Nam để thể hiện và chứng tỏ năng lực bản thân, cả tư bản lẫn cộng sản. Nó giống như một trò chơi điện tử với những tay chơi giỏi nhất, nhưng không ai vượt qua được cấp độ Việt Nam. Trung Quốc không thật sự muốn xâm lược Việt Nam, họ chỉ muốn dạy cho người Việt Nam một bài học cho việc xâm lược Campuchia. Nếu Trung Quốc muốn xâm lược Việt Nam, nó sẽ làm như vậy ngay lập tức. Bên dưới bình luận này là một người đã phản biện lại như sau. Đó chỉ là những lời nói dối của người Trung Quốc mà thôi. Người Trung Quốc gặp phải những đội quân đã được tôi luyện qua nhiều năm chiến đấu, có những video bằng tiếng Anh kể về cuộc chiến đó, nó cực kỳ khốc liệt và tàn khốc. Cảm ơn vì đã tải video đó đến bằng tiếng Tây Ban Nha. Tôi sống ở Nhật Bản và tôi có một số người bạn Việt Nam cũng sống ở đây. Tôi không ngạc nhiên khi họ đã chiến thắng hầu hết các cuộc chiến vì họ là những người kiên cường và cứng rắn. Thoạt nhìn họ có vẻ không có gì nổi bật, nhưng khi bạn biết về họ, bạn sẽ nhận ra rằng họ là những người có sức chịu đựng và tinh thần to lớn mà không ai sánh kịp. Với khả năng sẵn sàng hy sinh tất cả những gì mình có, kể cả tính mạng của anh ấy, thì điều đó sẽ khiến bất kỳ người phương Tây nào cũng phải ngạc nhiên. Ban đầu họ hơi xa cách, không dễ gần và không dễ tin tưởng người khác, đặc biệt nếu đến từ phương Tây. Nhưng khi kết bạn được với họ, họ là những người sẽ luôn ở bên giúp đỡ và hỗ trợ lúc khó khăn. Người Việt Nam đã đánh bại đế quốc Mông Cổ, đế quốc Pháp, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pol Pot và Trung Quốc. Ngày nay họ là những quốc gia có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất thế giới và thậm chí cạnh tranh với Trung Quốc. Đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam là tấm gương trong sáng về sự kháng cự kiên cường và đứng lên trên trước nghịch cảnh. Họ đang phát triển đất nước nhờ thị trường Mỹ, chứ không phải do họ lợi dụng những người Nhật. Người Việt Nam lớn lên bằng lao động và trí tuệ của mình, sau chiến tranh không một ai giúp đỡ hay cho họ bất cứ thứ gì để kiến thiết lại đất nước. Việt Nam lại đánh bại Trung Quốc, thật vậy sao? Tôi từng biết họ đã đánh đuổi đế quốc Mông Cổ, Pháp, Mỹ. Vậy thì còn có nước nào có thể tuyên bố làm được hơn Việt Nam nữa? Việt Nam là một đội quân huyền thoại muôn năm. Chúa phù hộ cho bạn luôn bình an, những người đàn ông có danh dự và xin cầu chúc tình yêu cho quê hương tươi đẹp của bạn. Tôi luôn tôn trọng người dân Việt Nam, họ là những người sống có lý tưởng, trung thành với chính nghĩa và dũng cảm, tôi kính trọng dân tộc này. Đúng vậy, nhưng không chỉ có lính biên phòng, vì còn có các thành viên của quân đội chính quy ở đó nữa và đông đảo hơn cả chính là lực lượng dân quân, vì quân đội chính quy của họ đang chuẩn bị ở hậu phương. Người Việt Nam đúng là quá đáng sợ, nhưng cũng phải kể đến lý do người Trung Quốc ở thời điểm đó được huấn luyện lạc hậu và một học thuyết quân sự lỗi thời. Điều này khiến họ phải thay đổi học thuyết và chiến lược quân sự. Hiện nay họ đã rất mạnh và không còn như xưa. Hiện tại gần như tất cả các cường quốc đã thay đổi phong cách chiến đấu và chiến lược của họ, đặc biệt là Nga và Hoa Kỳ. Việt Nam là một dân tộc đáng ngưỡng mộ và là hình mẫu anh hùng trong suốt thế kỷ 20. Họ đã phải đối mặt với nhiều cường quốc quân sự như đế quốc Nhật Bản trong Thế chiến II,
cuộc chiến giành độc lập chống Pháp, sự can thiệp của Mỹ và thống nhất miền Nam Việt Nam, sự sụp đổ của Pol Pot của Campuchia và cuộc xâm lược của Trung Quốc Cộng sản, giống như Ba Lan, đây là quốc gia chịu nhiều đau thương nhất trong chiến tranh vào những năm 90. Tôi có một giáo sư tâm lý xã hội học, ông ấy luôn xếp người dân Việt Nam là một trong những quốc gia dũng cảm nhất thế giới. Một quốc gia nghèo nhất thế giới đã khuất phục được của một cường quốc kinh tế và quân sự mạnh nhất thế giới vào thời đại của mình. Đó là tấm gương cho tất cả. Bạn đã nghe nói về cuộc tấn công Tết Mậu Thân chưa? Ở đó Bắc Việt Nam và Việt Cộng từ miền Nam đã khiến Hoa Kỳ phải quỳ gối. Từ thời điểm đó đã bắt đầu cho sự rút lui trong suy nghĩ của Washington và sự sụp đổ của Sài Gòn sau đó. Tôi ngưỡng mộ và yêu thương những người anh em của Việt Nam như thế nào, bởi vì tôi cũng có một người bạn gái Việt Nam, tôi yêu cô ấy hơn bao giờ hết, đó là một thị trấn tuyệt vời. Lời chào và lời chúc mừng từ Krangi, Singapore, một người Peru xa quê từ khi còn trẻ và rất nhớ tổ quốc thân yêu. Bên dưới anh chàng này còn nói thêm về chuyện tình xuyên biên giới của hai người khi được nhiều người tò mò hỏi thăm. Vâng, cả cô ấy không muốn từ bỏ đạo Phật, gia đình cô ấy rất yêu tôi. Họ chỉ không muốn theo đạo Thiên Chúa, mặc dù cô ấy gần như đã được rửa tội và chúng tôi sẽ rời Singapore đến Peru sau một năm nữa. Nhưng bố cô ấy vì ốm và điều đó là cái cớ để cô ấy không theo đạo Thiên Chúa. Tôi biết Phật giáo và tôn giáo của cô ấy. Tôi tôn trọng cô ấy nhưng đã không có sự cứu rỗi nào xảy ra, chỉ có Thiên Chúa giáo mới cứu được cô ấy. Nhưng cuối cùng thì đó là cả một vấn đề. Cô ấy biết Peru, tôi đã đưa cô ấy đến đó 3 lần, nhưng tôn giáo của họ mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì khác đối với họ. Một cuộc xung đột vũ trang rất nghiêm trọng vào năm 1979, nhưng lại là một cuộc xung đột không được chú ý trên toàn thế giới. Cảm ơn các bạn đã mang đến cho chúng tôi cuộc chiến bị lãng quên này. Một trong những lý do khiến Trung Quốc thua là do binh lính của họ dù được trang bị tốt hơn nhưng lại không có kinh nghiệm chiến đấu. Trong khi Việt Nam thì đây là thế hệ thứ tư hay thứ năm gì đó đã từng tham chiến. Họ biết địa hình của họ và biết cách đối mặt với những người khác. Thật khủng khiếp vì những người Việt Nam này chỉ là những người lính biên phòng, họ không phải từ quân đội, đáng sợ quá. Tôi kính trọng và ngưỡng mộ những người dân Việt Nam dũng cảm, họ đã đương đầu với ba cường quốc thế giới và đã đánh bại tất cả, chưa một quốc gia nào đạt được những kỳ tích đó trong lịch sử nhân loại. Những gì chúng ta học được từ cuộc chiến này là quốc gia nhỏ nếu không có sự giúp đỡ của nước khác hoặc các cường quốc khác. Bằng việc cung cấp viện trợ quân sự, chiến lược và kinh tế thì sẽ không thể tồn tại. Có rất nhiều ví dụ, đó là Việt Nam với Mỹ, Liên Xô với Trung Quốc giúp đỡ Việt Nam, Liên Xô với Afghanistan, Mỹ viện trợ cho Afghanistan, Việt Nam và Trung Quốc, Liên Xô giúp đỡ Việt Nam, Israel và các nước Ả Rập, Mỹ viện trợ cho Israel, Ukraine và Nga, Mỹ và NATO viện trợ cho Ukraine. Và hàng trăm ví dụ khác. Việc nhận viện trợ từ bên ngoài không làm mất đi giá trị và lòng dũng cảm của những người lính của một đất nước mỏng manh nhỏ yếu hơn, mà chỉ đơn giản là nó giúp tăng sức đề kháng của họ và hạn chế bị sụp đổ trong thời gian đầu. Ngưỡng mộ Việt Nam quá, một đất nước không bao giờ để mình bị thống trị bởi các cường quốc phương Tây, kể cả người khổng lồ, Trung Quốc ở ngay bên cạnh. Họ có ý chí tồn tại như một quốc gia độc lập mà các nước gốc Tây Ban Nha của chúng ta khó có được. Những thanh niên giỏi nhất Việt Nam luôn sẵn sàng chết trên chiến trường. Các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của khán giả Tây Ban Nha về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Trung Quốc năm 1979 và tình yêu đối với nhân dân Việt Nam lại một lần nữa được thắp sáng. Vì hầu hết trong số họ chỉ sau khi xem video này mới biết tới cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc Việt Nam ta. Xin cảm ơn những lời chúc từ khán giả Tây Ban Nha. Còn bây giờ video của mình xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý khán thính giả đã xem hết video này nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.